tôi lại gặp mày. Giờ đây nơi quán nhỏ tôi bà ơi mà ngỡ như trẻ thơ. Nhớ gì từ ngày anh xa mái trường, nhớ gì từ ngày anh vui lên đường lối gầy về nhà anh hoa vườn thắm màu xanh. Tôi lại gặp anh, trời đêm nay sáng quá, ánh trăng treo vé cười sau ngàn lá. Tôi lại gặp anh, đường khuya vui bước nhỏ, về nhau nghe chuyện cũ bao ngày qua. Lối gầy về nhà anh hoa vẫn ngỡ, kỷ niệm từ ngày xưa anh đèn vàng ngoài ô vẫn còn đó, mắt anh vẫn còn đây. Sau cuộc đời hôm nay với bọn mình đêm nay, quý vị đang trở lại với Tình Phúc chuyện tình giản thiên lý Tết văn số bãi ETC hàng xuất Mỹ USA đời cao có cổng quan. Mọi chi tiết mua hàng xin hệ số điện thoại Hiệu Audio 0374684491. Gần 200 con vang số bại các bạn nhé. Đây bọn em mới khui ra được một ít thôi. Đấy, còn ở nguyên ở trong thùng, những cái thùng ở trong này. Đấy, sẵn, bọn em sẵn ở trong này. Đấy, khui ra một trước một chút ít để các bác quay lên video cho các bác về những dòng vang số thương hiệu bên hiệu Oru đã vượt với cập bến. Đối với những cái dòng vang số bãi thì các bác đã theo dõi kênh hiệu Oru thì các bác rất thừa hiểu đó là cái dòng vang bãi ETC thương hiệu bãi Mỹ các bác nhá. Đó, vang số bãi Mỹ đó, tiếng cực kỳ hay. Trước đấy thì cách đây 5-6 năm thì bọn em đã bán những cái dòng vang ETC HC8 GC6 MC6 nó rất là nhiều đó, và kể cả những cái dòng vang số ETC cổng quang đời cao giống như ngày hôm nay đây. Giới thiệu đến các bác, em vừa mới lấy được lô này và em chọn từng con một các bác nhé. Đây là em chưa vệ sinh gì cả, mới từ trong thùng bóc ra thôi, mới từ trong thùng bóc ra thôi anh em. Vừa mới bóc từ dưới lên thì em bóc tạm ra mấy con để quay lên cho video cho các bác. Đó, bằng vang số bãi ETC HC9 này là đời cao, thương hiệu của Mỹ các bác nhé, có cổng quang và chất lượng âm thanh cực kỳ hay các bác nhé. Chiêm ngưỡng cái nội thất của nó nhá. Nội thất của nó thì đẹp. 10 con chọn thì bọn em đều chọn đẹp như thế này nhá. Đây. Đấy, các bác mình nhìn bên vỉ nó phải sạch đẹp như này này. Đấy, ở đây nó toàn bộ là tụ nhôm, sử dụng tụ nhôm cao cấp các bác nhá. Đây. Tụ nhôm cao cấp. Các bác nhìn chưa? Tụ nhôm cao cấp. Và bên vỉ nó phải sạch đẹp như này các bác nhá, chứ không phải như nhiều bên người ta thợ sửa chữa là han gì các thứ rất là về bên ngoài người ta sơn lại, còn bên trong thì han gì đấy. Đấy, cái này nó sẽ dập chìm cái chữ ETC ở trên mạch nhá, IC 3.0, 3.0 và những con đời cao thì nó sẽ chung vỉ mạch. Đó, đây sẽ có ba rất là nhiều mấy con chip xử lý này, xử lý mặt này, xử lý âm thanh. Con này là xử lý chính của nó là chip Yamaha các bác nhé. Đây, con chip xử lý này còn là con cực kỳ chất lượng luôn. Các bác thợ mà dùng bán vang ấy, các bác chỉ thấy cái con chip xử lý này này, chip Yamaha này. Đấy, con này xử lý âm thanh cực kỳ hay luôn, cho toàn bộ luôn, chất lượng cực kỳ hay. Đây, và những cái con này là con tụ nhôm, tụ nhôm cao cấp các bác nhé. Đấy, các bác nhìn từng con tụ một này, quá chất lượng luôn các bác nhé. Đó, nó phải sạch đẹp như này. Chính vì thế là vì sao mà những cái dòng vang số bãi ETC hàng bãi Mỹ xịn như thế này được các bác rất là ưa chuộng và rất tin dùng những cái dòng sản phẩm này. Bởi vì là thứ nhất, nó rất là nhiều ưu điểm nha các bác nhá. Thứ nhất là nó dễ chỉnh, nó dễ chỉnh. Cái thứ hai đó là cái chất âm dì vợt của nó rất là mượt mà, rất là hay. Cái thứ ba là độ bền cao. Em bán hầu như là không có bác nào phải bảo hành bao giờ cả. Dòng vang cực kỳ bền luôn các bác nhá. Rất là nhiều ưu điểm, rất nhiều ưu điểm. Đấy, và cái quan trọng của nó là giá thành nó mềm các bác nhá, giá thành nó mềm. Nó vừa túi tiền, nó mà chất lượng âm thanh cực kỳ hay các bác nhá. Phải nói là dòng vang bãi ETC này
thì nó cái giá trị cũng như là chất lượng âm thanh nó sẽ hơn cái số tiền các bác bỏ ra rất là nhiều. Đấy, chính vì thế là bao nhiêu năm lại em bán cái dòng vàng này rất ổn định các bác nhá, đặc biệt là cái dòng cổng quang đời cao ETC này. Quá chất lượng đúng không bác? Các bác hãy để ra vài giây like video và đăng ký kênh giúp em nhá. Để ra vài giây like video và đăng ký kênh giúp em. Đó, để những sản phẩm mới đây của em sẽ về những sản phẩm mà lô vàng, lô đầy, bãi, hàng đẹp, những bộ dàn có nghe âm thanh nắp đặt trực tiếp tại nhà khách để các bác có thể chiêm ngưỡng tham khảo cái thực tế các bác nhá. Thực tế. Ok chưa? Hãy để ra vài giây like video và đăng ký kênh giúp em nhá. Số điện thoại luôn luôn sẵn sàng của bác. Các bác hãy kết bạn Zalo giúp em số này 0374684491 nhá. Kết bạn Zalo 0374684491, địa chỉ tại Cầu Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, hai cơ sở ở Cầu Diễn nhé các bác nhé. Rồi ok, đấy, những sản phẩm âm thanh chính hãng, những sản phẩm hàng bãi tuyển chọn chất lượng sẽ có mặt tại Hiệu Audio nhé. Các bác hãy để ra vài giây like video và đăng ký kênh giúp em nhé.